không chỉ người Việt Nam nói chung mà kể cả Việt kiều ở hải ngoại cũng hay tìm đến, tức là thực phẩm chức năng hay là tìm cách tự cứu cho mình, tự chữa cho mình bằng cái nguồn có thể nói là ngoài luồng, hoặc là nó chưa hoàn 100% được khoa học phương Tây chứng minh là đúng. Thì bác sĩ nghĩ sao về chuyện này? Thì thực phẩm chức năng á, là một cái chủ đề rất là thú vị, rất là hot, tại vì người Việt tại Hoa Kỳ, tại Cali nói riêng và tại Việt Nam nói chung luôn là rất thích cái này. À, chắc anh cũng biết thực phẩm chức năng là không có một cái cơ quan nào kiểm duyệt hết, tại vì không phải là thuốc, FDA không kiểm duyệt. Quý vị đọc kỹ cái chữ trên cái thực phẩm chức năng là lúc nào cũng phải luật luật là cái này chưa được kiểm định bởi FDA. Thành ra khi mà nó không phải là thuốc rồi, thành ra ai muốn sản xuất cũng được. Tôi nói ví dụ như anh Giang đi, anh có thể mở một nhà máy sản xuất thực phẩm ngay bây giờ và anh bán, không ai cấm hết. Anh có thể quảng cáo bất kỳ cái gì mà cũng không ai cấm luôn. Tại vì sao? Tại vì cái đó là không có ai kiểm soát hết. Thành ra nó dẫn tới một cái tình trạng rất là bát nháo, là nhà nhà làm, người người bán và thiên hạ thì mua tùm lum hết. Cái thị trường mà tôi thấy màu mỡ nhất là ung thư. Mà tôi nghĩ bệnh nhân ung thư là những người nó thật là, đối với tôi là cần phải được chữa, có thể là đáng thương nhất. Mà tôi không hiểu tại sao á, là mấy ông bán thực phẩm chức năng gọi là lừa đảo luôn á, họ nhắm cái thị trường này nhiều nhất. Tôi nghĩ là không có cái gì mà tàn nhẫn hơn. Tôi là bác sĩ, tôi ít dùng từ đó, nhưng mà nếu mà nói cái thì tôi thấy là nó quá mức đi. Tại vì bản thân tôi trong cái chuyến Việt Nam năm ngoái nói chuyện ở cái diễn đàn ung thư, thì có một câu chuyện có bác kể tôi nghe là phải bán nhà, bán đủ thứ hết để mua thực phẩm chức năng. Mà tôi cũng biết là bác nó khó mà sống được lâu. Tôi hỏi là sau cái bán bác nó mất rồi thì mấy cái thứ mất hết, anh nghĩ coi có cái gì mà nó tệ hơn cái này nữa. À, giờ nói tí xíu về thực phẩm chức năng tại Mỹ. Cho dù anh bán cái gì chăng nữa nhưng mà cái thực phẩm chức năng phải có chất bảo quản. Anh đồng ý không? Có nghĩa là có chất bảo quản nó mới lâu được. Chứ bây giờ tôi, tại vì chúng tôi có một cái phòng làm thuốc gọi là compounding đi, thì chúng tôi không có làm chất pha, thành ra những cái sản phẩm mà tôi làm nó chỉ có một tháng là hết hạn và tôi phải dán cái đó. Thực phẩm chức năng anh nhìn đi, 1 tới 2 năm, thậm chí 3 năm thì phải có chất bảo quản. Tôi nói bệnh nhân cái quan trọng nhất là chưa biết cái này đúng hay sai, mà tôi bảo đảm là có chất bảo quản. Thành ra tôi chỉ giới hạn hoặc là hạn chế những cái nào mà tôi nghĩ là rất là cần thiết. Nhưng mà nói đi cũng nói lại, thực phẩm chức năng có một số tác dụng, nhất là tác dụng tâm lý. Mình phải nhìn cái vấn đề của cả hai cái. Tại vì đối với những người như bệnh ung thư ở cái giai đoạn mà mình không có chữa được hay nhiều, đôi khi một chút xíu tâm lý đó là cái mà họ cần. Thành ra lúc nào tôi cũng khuyên bệnh nhân của tôi là nên nói chuyện thẳng với bác sĩ là có nên uống cái này hay không, có nên uống Fucodan hay không, có nên uống hay cái gì hay không, giống như đông trùng hạ thảo hay không. Tôi hay nói đùa là nếu có tiền thì em cứ mua. Tại vì thật sự là nó không, những cái nghiên cứu cho thấy nó không có tác dụng về mặt lâm sàng, nhưng mà tinh thần thì có. Mà chúng ta chữa ung thư á, là chữa không phải cho bệnh nhân mà chữa gia đình nữa. Thành ra cái việc mà người con mua được cái món quà mắc tiền mà tặng cho cha mẹ mình lúc mà cha mình mắc bệnh, người con nó cũng thấy được mà người cha mẹ cũng thấy được. Thì anh thấy không, cái giá trị tinh thần của thực phẩm chức năng nó nằm hay chỗ đó.